chào các bạn các bạn đang nghe truyện chiếc nhẫn kim, kim, cương, cương. nguyên tắc the, the ring tác giả daniel steel dịch giả bích phượng tại truyện audio lê dương dương lê tập một chương một Cassandra von Gotthard ngồi lặng lẽ bên bờ hồ trong công viên Charlottenburg. Những gợn sóng lăn tăng đuổi nhau trên mặt nước. Nàng nhặt một viên sỏi ném xuống mặt hồ. Trời sắp giờ thu, nắng đẹp, mái tóc vàng xõa trên bờ vai, một màu ngà tươi đẹp làm cho khuôn mặt nàng thêm dịu nhẹ. Đôi mắt tươi vui như ẩn giấu những tiếng cười tinh nghịch, nhưng cũng không giấu hết những nét suy tư mơ mộng xa xôi. Bên kia hồ, là tòa lâu đài cổ kính Charlottenburger Burger đứng in hình trên mặt hồ, hòa nhập nàng và cuộc sống riêng biệt chứ không phải những gợn sống đơn lẻ mà nàng đang sống. Cassandra giữa người nằm xuống trên bãi cỏ xanh. Bàn tay xinh đẹp của nàng lần xuống cỏ tìm một viên sỏi khác để ném. Có hai con vịt trắng đang bơi trên hồ. Cassandra như chìm vào giấc mơ xa. Bỗng giọng nói bên tai nàng như kéo nàng ra khỏi thực tại em đang nghĩ gì thế? Nàng cười đáp. Không, em có nghĩ gì đâu. Rồi nàng đưa tay về phía người đàn ông, bàn tay nàng xinh đẹp với một chiếc nhẫn nạm kim cương lóng lánh. Họ gặp nhau hồi mùa đông vừa qua, trong một dạ tiệc mừng cuốn sách thứ hai của chàng đã xuất bản, cuốn Dekut. Cuốn sách đã đưa chàng vào một vị trí trong gian học hiện đại nước Đức, chứng thực tài năng vững chắc của chàng. Mấy 33 tuổi mà Dorf Steiner, đã đưa được một tác phẩm của mình lên tới đỉnh và cũng qua nó mà chàng đã gặp được ước mơ của chàng. Đêm mới gặp Cassandra, vẻ đẹp của nàng đã làm cho Dorf nín thở. Ở Berlin thì ai cũng biết tiếng nàng, nhưng đó là một mệnh phụ gần như không ai động đến được. Lần đầu tiên gặp Cassandra mặc chiếc áo lụa kim tuyến bó sát người, Dorf cảm thấy như có một luồng điện chạy qua người anh, kèm theo là cái vẻ xa xôi lặng lẽ đôi mắt và nụ cười của nàng làm cho đợt chết đi được. Xin chúc mừng gì ạ? À? Anh quá hồi hộp chỉ thốt ra được hai tiếng như một đứa trẻ lên mười. Quá ra nàng cũng gần gũi chứ đâu có kêu sai như người ta đã nói. Bữa tối đó nàng ra về sớm biến đi như cô lọ lem trong truyện thần tiên giữa khi anh đang lu bu tiếp khách. Anh đã muốn tìm chạy theo nàng. Hai tuần sau, họ lại gặp nhau tại công viên Sheraton Burger này. Dove hỏi, Cô có thường đến đây không? Họ đứng bên nhau một lúc lâu. Nàng nhìn lên anh, mỉm một nụ cười có vẻ bí mật, rồi gật đầu nói. Lúc nhỏ, em thường đến đây chơi luôn. Cô ở Berlin đến à? Cô hỏi ngớ ngẩn, nhưng vì không biết nói gì, nên anh hỏi cho có hỏi. Nàng cười. Dân, còn anh? Mansion. Nàng gật đầu và họ lại đứng lặng yên. Anh tự hỏi không biết nàng bao nhiêu tuổi, 22 chăng hay 24, khó đoán. Bỗng nàng cười lớn khi thấy ba đứa nhỏ đang đùa với một con chó dưới nước. Con chó không chịu lên bờ, chúng cũng không chịu lên mặc dù chị vú ráo gọi. Cassandra nói, lúc nhỏ em cũng thế nên bị bà vú cấm không cho vào đây cả tháng. Anh mỉm cười anh tưởng tượng ra cảnh đó, nhưng vì nàng đang mặc áo đẹp, đeo những kim cương, nên anh khó tưởng tượng nàng đuổi theo con chó dưới nước như thế nào. Và anh không thể đoán được chuyện đó là vào khoảng năm nào. Năm 1920 chăng? Hay 1915? Trong những năm đó, anh đang vừa đi học, vừa phụ giúp cha mẹ trong việc làm bánh mì để bán. Những năm tháng như xa xôi ấy. sau lần gặp gỡ đó, Duff thường hay ra công viên Charlotten này để kiếm chút không khí thiên nhiên sau cả ngày ngồi viết. Nhưng trong thâm tâm vẫn là để tìm kiếm lại đôi mắt đẹp, mái tóc vàng kia. Và cuối cùng gặp lại nàng vẫn bên bờ hồ này. Nàng thoáng vui khi thấy mặt anh, hình như họ thông cảm nhau qua yên lặng. Cứ viết xong là anh ra đây đi dạo. Và nếu đi đúng giờ thì thấy nàng ở đấy. Họ trở thành quen thuộc với khung cảnh này Họ nhìn những em bé đang chơi chung quanh để kể lại tuổi nhỏ của mình cho nhau biết. Nàng nói nàng muốn theo ngành sân khấu, nhưng cha nàng không chịu. Dù vậy, đó vẫn là ước mơ thầm kín của nàng. Nàng nghĩ rồi ra, thế nào nàng cũng viết kịch. Vì thế, mỗi khi nghe anh nói về chuyện viết văn viết báo của anh, thì nàng rất say mê. Anh kể anh khởi sự nghề viết ra sao? Tác phẩm đầu tay thành công thế nào? Anh đã rời Munich cách đây 7 năm để đến Berlin đã có một tác phẩm thành công. Và cách đây hai năm, anh đã mua một căn nhà, dân dân. Thế mà trong anh vẫn còn rất trẻ, đôi mắt vẫn như luôn ngạc nhiên trước cuộc đời. Nàng rất thích thú câu chuyện của anh, lại nghe anh kể về các tác phẩm đã viết. Nàng cảm thấy các truyện anh viết như sống động, các nhân vật của anh như hiện thực trước mắt nàng. Và khi nói chuyện với anh, nàng cũng trở nên sống động, tươi vui. Cho đến bây giờ, sau nhiều lần gặp nhau như vậy, Duff thấy nơi Cassandra có một cái gì khác lạ, một cái gì trẻ trung, vui vẻ và cũng tinh tế. Cassandra, em có hiểu là tôi cảm mến em thế nào không? Anh hỏi. Thế thì anh có định viết một cuốn sách về em không? Có nên viết không? Nói vậy chứ có gì mà viết. Đâu có thành công, thắng lợi hay sự nghiệp hay gì để anh viết được về em. Em chẳng có gì cả. Anh nhìn nàng một lúc lâu rồi hỏi. Em nghĩ thế thật à? Thật đấy. Em được sinh ra, được mặc áo đẹp, đi giữ các bữa ăn ngon, đi nghe các buổi nhạc hay. Thế rồi, mai mốt chết, hết. Có gì đâu. Mới 29 tuổi, nàng đã có vẻ như tắt mọi niềm hy vọng. Nàng không hy vọng cuộc đời khác hơn được. Thế còn giữ kịch em định viết thì sao? nàng nhún vai nàng là một tù nhân trong một chiếc lồng vàng một lát nàng cười bảo <cười> em chỉ có hy vọng để nổi tiếng là được anh đưa vào một cuốn tiểu thuyết và biến em thành một nhân vật lạ lạ thế nào đó điều đó thì anh đang làm nhưng anh không dám nói với nàng chưa dám thì đúng hơn anh nói thôi được thế thì em muốn tôi mô tả em như thế nào giết em đặc biệt như thế nào thì hợp? Một nữ điệp viên nhé, một nữ bác sĩ phẫu thuật, hay là tình nhân của một nhân vật lưng danh? Nàng nhăn mặt rồi cười nói, dễ sợ, nào để xem. Họ dừng lại, ngồi xuống trên bãi cỏ, nàng nói. Thôi, một nữ diễn viên đi, anh giết em thành một nữ diễn viên nổi tiếng trên sân khấu lên đình. Nàng nghiêng đầu, đưa mấy ngón tay quấn quấn mấy sợi tóc chiếc nhẫn kim cương lấp lánh ánh nắng chiều. Nàng tiếp. Sau đó anh cho em qua nước Mỹ, thành một minh tinh bên đó. Nước Mỹ à, nước Mỹ, nhưng mà ở đâu bên đó? New York. Em có đến New York hồi nào chưa? Nàng gật đầu. Em đi với cha năm 18 tuổi, tráng lệ lắm, cha và em là Nàng không nói tiếp. Cha nàng và nàng là khách của Tổng thống Mỹ ở Washington DC. Nhưng nàng thấy không nên nói ra, sợ làm anh ngại ngùng. Nàng muốn được làm bạn anh, thích anh lắm. Nàng nghĩ là dù anh thành công thế nào, anh cũng sẽ không bao giờ bước vào cái xã hội của chính trị đó. Nhưng đợt hỏi. Cha và em là gì? Nàng nói lẳng đi. Là những người yêu thích New York. Ít ra thì em là người thích New York nhất nó giống Berlin không? nàng lắc đầu. Không, nó bảnh hơn, mới mẻ, hiện đại, sầm uất hơn nhiều. Vậy em thấy Berlin buồn lắm phải không? Nhiều khi anh không khỏi buồn cười cho nàng. Đối với anh thì Berlin không thua gì New York. Đoạn anh nói. Nói đùa em tí vậy thôi. Có giận không? Không đâu. Em có cảm nghĩ là em hiểu anh hơn ai cả. Chính Đợt cũng có cảm nghĩ như vậy đối với nàng. Anh nói. Tôi hiểu em muốn nói gì. Đoàn anh cầm tay nàng, bàn tay có chiếc nhẫn kim cương. Anh hỏi. Mời em đến nhà tôi dùng trà, được không? Bây giờ ấy à. Nàng cũng muốn lắm, nhưng nàng do dự, thấy cần suy nghĩ. Anh lại nói. Dừng, bây giờ, em có bận việc gì không? Không, không bận gì, nhưng... Nàng nhìn chàng, đoạn nói thôi được hai người vừa đi vừa nói chuyện nàng kể dài chuyện khôi hài rồi cười lớn như đã rất thân nhau anh đưa nàng đến ngôi nhà cổ bên kia hồ cánh cửa gỗ to có chạm trổ vừa mở ra là gian phòng lớn lát đá hoa và trên tường là một bức họa vĩ đại nàng nói à thì ra đây là nơi tác giả nổi danh đang ở anh mỉm cười ngượng ngập ngôi nhà thì lại nổi danh hơn tôi nhiều nó là của một vị nam tước hồi thế kỷ 17 và đã qua tay nhiều người danh tiếng hơn tôi lắm. Này nhìn lên trần nhà có chạm trổ đẹp và nói Đẹp quá, anh đớp nhỉ? Em đi tiếp, tôi chỉ em xem. Những ngọn đèn pha lê, những cửa sổ chạm trổ, nhìn ra giường rộng đầy hoa, phòng khách rộng rãi, phòng làm việc xinh đẹp, rồi thì phòng ăn, nhà bếp và cả phòng cho gia nhân. Nhưng trong phòng gia nhân thì anh để một chiếc xe đạp và bộ dáng trực tuyết. Trên lầu có hai phòng ngủ rộng rãi, có cửa sổ nhìn qua công viên và bên ngoài có sân nhỏ để đứng hóng mát. Ở góc phòng ngủ lại có cầu thang dẫn lên trên nữa. Nàng hỏi, cái gì trên đó? Anh mỉm cười rất hạnh diện vì giả thắng phục của Cassandra và nói, trên đó là tháp ngà của tôi, tôi viết trên đó. Thế mà em tưởng anh viết dưới phòng làm việc kia? Không, dưới đó để ngồi chơi, nói chuyện với bạn bè, Em lên xem chỗ anh viết, được không? Được chứ, nếu em chịu khó lội qua đống giấy bừa bãi trên đó. Như vậy, căn phòng mở cửa nhìn ra bốn phía. Có lò sữa nhỏ và góc nào cũng có sách. Một chiếc ghế bành lót da màu đỏ giữa phòng. Cách ra ngồi vào ghế và suýt xoa. Tuyệt quá, căn phòng này tuyệt quá. Chính ừ, gì căn phòng này mà, mà tôi mua ngôi nhà. Đây là tháp ngà của tôi anh hay lắm ngôi nhà quá đẹp nàng ngồi chân coi dưới ghế và nhìn đờp với đôi mắt hiền từ yên ổn mà anh chưa bao giờ bắt gặp nàng nói đờp anh biết không ngồi đây em có cảm tưởng như ở nhà em có cảm nghĩ như đã mong đợi cả một đời để được đến ngồi đây có lẽ ngôi nhà này cũng đang chờ đợi em từ bao năm nay như tôi vậy anh nói xong mới thấy lỡ lời nhưng nàng không tỏ ý giận dữ anh vội nói xin lỗi ý tôi không định nói gì. không sao đờ và nàng đưa tay về phía anh anh cầm tay nàng bàn tay có chiếc nhẫn kim cương lấp lánh rồi anh nhẹ kéo nàng vào người anh đặt môi hôn nồng nàng họ ôm nhau đứng lặng hàng giờ hồi lâu anh mới định thần và nói cassandra trong mắt anh vừa lộ niềm vui mà cũng thoáng nét ân hận nhưng nàng đứng quay lưng về phía anh và nhìn xuống công viên rồi thì thầm. Anh, anh đừng nói lời xin lỗi gì em. Nàng quay lại nhìn vào mắt anh và tiếp. Em cũng mong anh từ lâu. Nhưng... Nàng đưa tay lên bụng miệng anh không cho nói, rồi bảo. Em hiểu, anh định nói rằng, nhưng Cassandra Von Gotthard không bao giờ nói những lời như vậy, phải không? Đôi mắt nàng như nghiêm trang lại, rồi nàng tiếp cũng đúng thôi. Đáng lẽ em không nói, nhưng em lại muốn nói, muốn lắm. Trước nay em sống cuộc đời em đúng như em phải sống, để rồi có gì? Anh biết không, dove, chẳng được gì cả. Em là ai? Chẳng là ai cả. Em là một sự trống rỗng. ông Lan làm cho nàng thấy như sương mờ lên cảnh vật, nàng tiếp: Em mong đợi anh để cho tâm hồn em tràn đầy một ước vọng. Đợp đưa hai tay ôm lấy eo nàng từ phía sau và nhỏ nhẹ nói: Em đừng nghĩ rằng em chẳng là ai cả, em là tất cả đối với tôi. Mấy tháng này tôi mong được biết về em nhiều hơn, được san sẻ một phần đời em, nhưng không muốn làm tổn thương em. Cassandra ạ, tôi không muốn kéo em vào thế giới cuộc đời tôi để rồi làm lụy đời em tôi không có quyền làm như thế tôi không có quyền đưa em đến chỗ sống không thấy hạnh phúc cái gì đây mà anh nói không hạnh phúc sao sống với anh đây mà không hạnh phúc à dừng đúng thế mà nếu hạnh phúc thì được bao lâu trong một giờ hai giờ hay một buổi chiều anh nhìn nàng có vẻ buồn bã nàng cúi đầu môi khẽ run run nàng nói được vậy cũng đủ chỉ một khoảnh khắc thế này trong đời em cũng đủ em yêu anh Dove ạ à. em yêu anh anh hôn lên môi nàng để nàng không nói nữa rồi hai người lặng lẽ trở xuống đợt cầm tay các dẫn nàng qua chỗ giường nằm của anh anh nhẹ nhàng cởi áo cho nàng hai người quyền lấy nhau và tâm hồn đầy hạnh phúc. Bốn tháng sau cái buổi chiều hôm ấy, cả Dov và Cassandra đều thay đổi rất nhiều. Đôi mắt của Cassandra long lanh linh động nàng hay đùa đớp ngồi tréo chân trên giường của anh kể cho anh nghe những chuyện vui cười còn đớp tác phẩm của anh có một nét khác một chiều sâu và một cảm xúc khác anh phát xuất từ tầng đáy lòng anh họ chia sẻ cho nhau một tình cảm mà họ nghĩ là chắc chưa ai có được đó là tình cảm kết hợp của sự phấn đấu dương lên của anh đạt đến chân lý và sự phấn đấu của nàng dương lên dứt bỏ những ràng buộc vàng và son này họ bớt đi dạo buổi chiều ở công viên vì mỗi lần họ đi ra khỏi nhà với nhau là nàng có vẻ buồn. Nàng muốn ở trong nhà với anh hơn, với cái thế giới riêng biệt của họ. Nàng không muốn chia sẻ với thế giới bên ngoài. Có bữa đang đi dạo với nhau, đột hỏi. Em muốn trở về chăng? Dân, em muốn trở về nhà anh. Đợt nhìn Cassandra lấy làm lạ. Sao nhìn em gì thế? Vì em đẹp lạ lùng nếu anh viết về em thì hoàn toàn không diễn tả được em chỉ thiệt thòi thì anh cứ tả là em xấu ngu và mập phì <laughs> cả hai cùng cười lớn em thích thấy à thích lắm nàng cười tinh nghịch như chọc quê anh nếu viết như em nói đó thì còn ai nhận ra là em nữa mà anh định viết về em thật à Đập yên lặng suy nghĩ Họ cùng nhau chậm chậm trở về nhà anh. Một lát anh nói, Một ngày kia anh sẽ giết, bây giờ thì chưa. Sao vậy? Vì anh đang yêu em nồng nhiệt quá, không thể giết cho mạch lạc được. Mà có lẽ anh không bao giờ giết về em cho mạch lạc được. Những buổi chiều của họ bên nhau thường là rất tuyệt vời đối với cả hai người. Khi thì ái ân, khi thì ngồi bàn luận tác phẩm. Đợt thấy rằng Cassandra là người phụ nữ mà anh đợi suốt một nửa đời của anh. Còn đối với Cassandra, Dove là người nàng mong ước cho tâm hồn nàng. Dove hiểu được các ước mơ cũng như các ngõ ngách của tâm hồn Cassandra. Họ hiểu được nhau và thấy cần nhau. Lúc này anh hỏi, Em dùng trà không? Cassandra thò tay vào túi sách lấy chiếc lược ngà chải lại tóc rồi quay lại nhìn Dove mỉm cười anh đừng có nhìn em cười như thế. Cái gì? Tra à? À thôi, Cassandra, lên lầu đi. Anh định cho em xem một chương mới viết à? dừng anh có cả một cuốn sách muốn thảo luận với em. Một giờ sau, trong khi anh đang còn ngủ dùi, thì Cassandra lặng lẽ ra khỏi giường. Sáu giờ chiều, nàng phải về thôi, mặc dù không muốn rời anh nàng đứng cạnh giường nhìn anh một lát trước khi về. Bỗng anh như cảm nhận được cái nhìn của nàng, mở mắt ra và hỏi. Em đi à? Nàng gật đầu và nói. Em yêu anh. Anh cũng yêu em. Mai gặp lại em. Anh ngồi dậy cầm tay nàng và nói. Nàng mỉm cười hôn anh rồi bước ra. Tới cửa, nàng còn đưa tay lên hôn gió với anh. chương 2 Đoạn đường từ Charlottenburg về tới Grunewald thường mất nửa giờ xe. Nếu Cassandra đi nhanh với chiếc xe Ford của nàng thì chỉ 15 phút. Nàng đã quen với việc lái xe thật nhanh trên đường về. Nàng nhìn đồng hồ đeo tay, lòng hơi lo lắng. Hôm nay nàng về trễ hơn thường lệ tuy nhiên vẫn còn đủ thời giờ để thay y phục. Nàng bực mình thấy sao cứ luôn luôn phải lo sợ như một cô gái 15 tuổi đi trễ quá giờ giới nghiệp. Những con đường nhỏ của Ronald đã hiện ra. Bên phải nàng mặt nước hồ gần sóng, tiếng chim gọi nhau bay về tổ. Bên trái nàng, những ngôi nhà lớn sau các cổng sắt và từng gạch nằm yên lặng dường như đã lên đèn. Nhưng nàng vẫn chưa trễ quá, vẫn còn đủ thời giờ. Nàng thắng xe nhanh trước cổng và nhảy dội ra khỏi xe. ta nhanh chìa khóa vào cổng sắt, mở rộng cả hai cánh cửa và lái xe từ từ vào. Trễ rồi. Xoải kêu xào xạo dưới bánh xe, nàng đưa mắt nhìn vào nhà, lấy làm lạ sao đèn bật sáng cả. Bỗng nàng sực nhớ, đưa tay lên bịch trước miệng kêu. Thôi, chết rồi, chết. Nàng bỏ xe chạy nhanh lên bực thềm. Sao nàng lại có thể quên được nhỉ? Nàng mở nhanh cửa trước, đi vào thì gặp ngay Bethold, người trưởng bếp đang chỉnh tề thắt nơ đen, sau lưng ông ta là một người hầu gái đang mặc đồng phục lo dọn bàn. Nàng gọi. "Chú Bethold." Bethold rập chân chào. "Thưa bà." Cassandra lo âu nhìn vào phòng khách chính. "Lạy chúa, mọi việc sẵn sàng cả rồi. Bữa dạ tiệc cho 16 người đã sẵn sàng. May mắn là nàng đã thảo luận trước với người quản gia sáng hôm qua rồi." nên mọi việc ông ta lo chu tất, ông ta bao giờ cũng thế. Nàng gật đầu với các gia nhân rồi đi nhanh lên lầu. Nàng đứng lại ở đầu cầu thang và nhìn suốt lượt căn phòng dài trải thảm và trang trí cực kỳ sang trọng. Rồi đi nhanh qua phòng về phía phòng riêng của nàng. Gần đến cửa thì nàng nghe có tiếng nói của Woma. Cassandra. Nàng quay lại nhìn ông. Ông cao, bảnh bao, mặc dù đã 58 tuổi nhưng còn tươi trẻ cặp mắt xanh tóc đã điểm bạc nét mặt cân đối đẹp như tượng nàng nói ngay thật đáng tiếc em trễ quá tôi hiểu em lần sau đừng trễ nữa vâng em hứa nàng nhìn ông có vẻ buồn nhưng không phải buồn vì nàng quên mất bữa tiệc mà buồn vì giữa hai người không còn được nguồn vui như ngày nào ông ở phía xa mỉm cười và bảo thôi em nhanh lên đi cassandra ông ngừng một lát rồi lại hỏi em lên trên lầu thăm các con chưa? Nàng lắc đầu rồi nói, Chưa ạ, à, em sẽ lên xem xét lại rồi trở xuống. Quên mà Von Gotthard gật đầu, rồi quay vào phòng ông. Phòng của ông là căn phòng riêng hết sức sang trọng, đồ dùng toàn đồ cổ của Đức và Anh. Thảm ba tư trải dưới sàn, kế cận có phòng thay đồ và phòng tắm riêng. Phòng của Cassandra cũng thế, mà còn rộng hơn cả của Walmart nữa tất cả đồ đạc đều loại quý giá sang trọng. Phòng thay đồ của nàng còn rộng bằng nguyên cả phòng ngủ của ông. Nàng có cả một tủ áo, giày dép lớn, vô số mũ nón các thứ. Trên dách có những bức quả ấn tượng và những chuỗi ngọc của nàng treo đó đây. Kế tiếp phòng riêng của nàng còn có phòng nhỏ. Mở cửa sổ nhìn ra được hồ nước của công viên. Có ghế bàn và sách để nàng ngồi đọc sách nhìn ra hồ. Cassandra dội dã cởi áo ngoài đến mở tủ áo để chọn áo mặc dự tiệc. Nàng đứng lặng người nhìn tủ áo. Thực tế hiện hiện trước mắt nàng. Nàng là vợ của Walmart. Thế tại sao nàng còn hy vọng gì mà sống với Dove nữa? Nàng đã làm gì thế này? Nàng lấy Goma từ năm nàng 19 tuổi, lúc ấy ông ta 48. Ông ta là người làm ăn thân cận với cha nàng, là người đứng đầu ngân hàng của bà cô nàng. Cuộc hôn nhân giữa nàng và Goma Love rất hợp lý Họ cùng ở trong một khu vực xã hội với nhau, lối sống giống nhau. Hai bên gia đình cũng đã có những cuộc hôn nhân gắn bó dài thế hệ trước. Chuyện ông ta già hơn nàng những 29 tuổi là chuyện bình thường. Mà cho dẫu ông ta có lớn hơn nữa hay gần chết đi nữa cũng không là vấn đề quan yếu. Ông ta là người rất năng động, mau mắn. Ông là hiểu Cassandra, hiểu nàng từ lúc nhỏ, hiểu cuộc đời kính cổng cao tường của nàng. Ông có khả năng bảo vệ cho nàng khỏi những khắc nghiệt của cuộc sống. Mà thương quý bảo vệ Cassandra, lo lắng chỉ dẫn cho nàng và tiếp tục tạo cuộc sống tổ kén vàng son, không khác gì lúc nàng ở với cha mẹ. Cassandra von có thật, như thế là không có gì phải lo, phải sợ cả. Sợ chăng? nàng sợ chính bản thân nàng. Bây giờ đây, rõ ràng nỗi sợ đó đáng sợ. Nàng đã xé một lỗ hỏng của chiếc tổ kén để trốn ra. Trốn bằng tinh thần, rồi bằng thể xác. Xong mỗi tối thì nàng phải trở về tổ kén để thủ cho đúng gia trò. Giữ đúng là người vợ của Woma Von Gotthard. Nàng nghe có tiếng động sau lưng. Nàng quay dội lại. À, Anna, cảm ơn chị. Tôi không cần gì đâu. Thưa bà, các em muốn gặp bà trước khi ngủ. Tôi lên ngay. Cảm ơn chị. Người tới gái đi ra ngay. Chị nghe giọng nói của bà chủ là biết phải làm gì. Cassandra biết cách điều khiển qua giọng nói, không cộc cằn hay nặng nề, nhưng luôn luôn có uy nghiêm của một mệnh phụ, vì đây là thế giới quen thuộc của nàng từ tấm bé. Gia đình Wama bây giờ là gia đình nàng, do ông Walmart và các con. Nàng không có gia đình nào nữa, cha nàng đã chết, mẹ nàng cũng đã chết sau cha nàng hai năm. Nàng đâu còn ai để hỏi han gì, hay còn ai nói cho nàng những sự thật. Ngay từ lúc đầu giữa nàng và Goma vẫn giữ một khoảng cách trang trọng. Woma đề nghị mỗi người có phòng ngủ riêng. Khi nào ông qua phòng nàng cũng là để uống rượu champagne ngâm lạnh rồi mới cùng nhau ân ái. Nhưng năm nàng 24 tuổi đẻ đứa con cuối cùng thì đau nặng suýt chết. Ông Goma lo lắng cho nàng và ông ít qua phòng nàng nữa và dần dần bỏ hẳn. Ông biết nàng đi bác sĩ mấy lần, nàng bị đau. Ông không nói gì, ông hiểu. Cuộc đời nàng đến đó không còn hứa hẹn gì nữa sao? Cassandra đứng nhìn tủ áo. Nàng thấy mình là người vợ đã phản bội chồng, phản bội lối sống cứu hữu của đời mình. Rồi, Rồi đớp đó đó có bỏ không? cuộc không? Anh, Anh phải, phải bỏ tôi. thôi. Cassandra thở dài. Bây giờ đây, dù có cảm thấy thế nào thì nàng cũng phải ăn mặc trang điểm để đúng phong cách cho một bữa già tiệc của Goma. Khách toàn là những nhà ngân hàng tân quen và vợ họ. Và nàng bao giờ cũng là người trẻ nhất Nhưng nàng cư xử đúng điều Lúc này nàng lại không muốn thay đồ dội Muốn chạy lên thăm con đã Chúng là niềm vui kỳ diệu của nàng Những lúc dạo ngoài công viên Nhìn thấy bọn trẻ chơi đùa Nàng thường nghĩ đến con nàng Có điều nàng rất buồn Là do hoàn toàn giao cho dú nuôi Nên nàng rất ít hiểu các con Đối với chúng thì dú Froland Haywood Là mẹ chúng hơn là chính nàng Và chúng giống ông Woma Nhiều hơn giống nàng người nàng sinh bé gái Ariana, ông Wama thuê vú nuôi. Nàng bảo để nàng nuôi con, ông nói. Đừng có vô lý, em không có thì giờ săn sóc con được đâu. Nhưng em muốn tự tay săn sóc con, nó là của em mà. Nó không phải là con em, mà là con của chúng ta. Em sẽ kiệt lực mất, đừng có vô lý. Ông mỉm cười, nhưng coi bộ không thích để nàng nuôi con. Và bà vú đã lãnh phần nuôi con nàng trên lầu ba, có đêm nàng lên thăm con, bà vú không cho nàng quấy rầy em bé đang ngủ. Qua ma dặn là khi nào nàng muốn thăm con, thì để bà vú bồng xuống, nàng đừng lên làm gì. Từ đó, mỗi ngày vú chỉ bồng con xuống cho nàng thăm một lần vào buổi sáng. Cả ngày, cá sanh ra quanh quẩn trong phòng của nàng thôi. Qua ma bảo, giờ khi con lớn hơn một chút, thì em muốn đuổi với con lúc nào chả được. Nhưng đến lúc đó, thì giữa con và nàng đã như là người xa lạ bà vú trở thành mẹ nó hơn là nàng. Ba năm sau, với đứa con thứ nhì cũng vậy nữa, nàng không thể nào thuyết phục được qua ma. Nàng rất thất vọng, nàng biết không bao giờ nàng thắng được ông trong việc này. Đối với con mà nàng trở thành như một bà khách mặc đồ đẹp, đến thăm cho kẹo bánh, cho đồ chơi tuyệt vời, còn lại thì tất cả đều do bà vú Trang nghĩ mà ưa nước mắt. Nàng bèn thôi không định chạy lên thăm con nữa, nàng mở tủ chọn áo để mặc, rồi chọn đôi giày màu đen để mang. Tất cả đồ dùng của nàng đều quý giá và đắt tiền. Đây là cuộc sống thực của nàng. Nàng có cảm tưởng như không hề có thế giới của Duff, mà chỉ có thế giới của Woma Von Gotthard đây. Nàng là vợ của ông ta, không thể nào là cái gì khác được nữa. Nàng mặc chiếc áo đen tuyền, tay dài, cổ cao, làm cho hình ảnh nàng đẹp một cách quyền ảo. Phía sau lưng có một khoảng hở lộ nước da trắng ngà của nàng, từ ánh trăng trên biển đen một đêm mùa hạ. Nàng cẩn thận chải tóc, cả những chiếc kẹp sang hô, rồi thoa hồng đô má, kẻ lại bờ mi. soi vào gương, đeo thêm đôi hoa tai kim cương lấp lánh, và trên tay nàng vẫn là chiếc nhẫn kim cương. Chiếc nhẫn đã bốn thế hệ qua làm xinh đẹp những bàn tay phụ nữ trong dòng họ nàng. Nó có khắc dấu hiệu của bà cố nàng ở một mặt kim cương mỗi khi gặp ánh sáng lấp lánh có thể nhận ra dấu hiệu ấy Lít nhìn một lần cuối trong gương xoay các ra hài lòng với vẻ dạ đẹp trầm tĩnh trang nhã của mình không ai có thể ngờ bên dưới vẻ dạ đẹp trầm buồn đó là một tâm hồn đang bốc cháy dữ dội không ai có thể nghĩ là nàng vừa say đắm trong vòng tay đớp Chuông đồng hồ vừa gõ 7 giờ. Khách sẽ đến lúc 7 giờ 30 phút. Nàng còn nửa giờ để lên thăm con bé Ariana và hát trước khi chúng đi ngủ như thường lệ. Chỉ có 30 phút cho tình mẹ. Nàng vừa đi lên cầu thang vừa suy nghĩ. Không hiểu thời gian ngắn ngủi đó thêm được gì vào đời chúng. Nhưng chính bản thân nàng có được nhìn thấy mẹ nàng nhiều hơn đâu. Chỉ có chiếc nhẫn kim cương nàng đeo ở tay là gợi nhớ về mẹ nàng nhiều nhất mà thôi. Nàng gõ cửa phòng của con, nàng nghe tiếng trẻ la cười trong đó. Có lẽ chúng đang tắm. Chắc bà vú đang bảo chúng cất đồ chơi để tắm và cô người ở đang giúp chúng. Chúng vừa mới nghỉ hè ở miền quê về. Năm nay, Cassandra không rời khỏi Berlin để đi với con vì nàng muốn ở lại với Dove. Nhưng nàng diện cớ là có công tác từ thiện. Nàng gõ cửa lần nữa. Bà Hedwig mời nàng vào. Bé hát chạy bay lại định ôm nàng thì bà Hedwig dồ bảo. Ghét hát, không được. Mẹ mặc đồ dữ tiệc, đừng động vào giơ đồ mẹ. Nó vừa dừng lại và kêu. Má, bữa nay con bị đau ở tay này. Nó đưa tay ra cho Cassandra xem. Mặt nó bù bẩm dễ thương. Tuy đã 5 tuổi, nhưng phúng phính như chưa biết gì. Mắt xanh như mắt của Cassandra, nhưng khuôn mặt giống hệt của mà. Tóc vàng ngộ nghĩnh, nàng nói. Đâu, đưa má xem nào. Ồ, sao ghê thế này, còn có đau lắm không? Đấy là một vết trầy và hơi bầm, nhưng đối với nó là quan trọng lắm. Có, đau lắm, nhưng con không khóc. Con gan dạ lắm. Nó có giả hài lòng, rồi chạy đi lấy một món đồ chơi mà nó bỏ quên ở góc phòng. Chỉ còn Ariana đứng cười với mẹ. Cassandra bảo, Tới hôn má xem nào hôm nay con ra sao nó bước tới nàng hôn và hỏi cám ơn má con mạnh khỏe không có bị trầy xước gì cả cho má hôn ha nó lắc đầu ariana khác với ghét hát nó trầm tĩnh và nhút nhát chứ không nghịch vui như em Cassandra ra nhiều khi tự hỏi có lẽ tại bà vú làm con bé sợ quá chăng nàng hỏi hôm nay con đã làm gì nào con đọc con vẽ. Đâu, cho má xem nào. Chưa xong má à. Không bao giờ cô bé vẽ xong cái gì cả. Kệ, không sao, đưa má xem thử. Nhưng nó đỏ mặt và lắc đầu. Bỗng ghét hát ôm một con chó bông chạy lại khoe. Con có cái này, má. Ai cho con vậy? Bà Nam Tước Von Votlach, bà ấy cho con khi chiều nay. Thế à? Cassandra bỗng tái mặt. Bà ấy nói má sẽ uống trà với bà ấy, nhưng má quên. Cassandra nhắm mắt lắc đầu. Bậy thật, má quên. Má sẽ gọi điện thoại cho bà ấy. Con cháu bông của con đẹp lắm, đó tên gì nào? Bruno và chị Ariana có một con mèo trắng to lắm. Dưới nhà có tiếng chuông đồng hồ đánh nhạc. Cassandra nhìn các con. Cái hát nhìn nàng và hỏi. Má phải đi hả? Nàng gật đầu. Má phải đi, ba đại tiệc. Má cũng đại tiệc hả? Gá hát nhìn nàng có vẻ tò mò. Nàng đáp. Ờ, má cũng đại tiệc, nhưng toàn những người làm nhà ngân hàng cả. Sao chán má nhỉ? ghét hát. Bà Hedwig cảnh cáo nó, nhưng Cassandra thì cười lớn. Nàng hạ giọng nói nhỏ với con. Ờ, chán lắm. Nhưng con đừng nói với ai như thế nhé. Nó bỗng nói còn thấy má đẹp ghê lắm. Nàng hôn hai má bù bẩm của nó và bảo. Giỏi lắm, thôi con đi ngủ đi, con có ôm chó bông để ngủ không? Bà Hedwig bảo không được. Nàng nhìn bà ta và mỉm cười bảo. Cho cháu ôm ngủ. Dần thưa bà. Ghét hát tươi hẳn nét mặt. ra hỏi Ariana. Còn con, con có ôm mèo bông ngủ không? Dạ Có. Cassandra hôn con gái, dãy tay cho cả hai con rồi đi ra, khép cửa lại. Nàng xuống vừa tới chân cầu thang thì những người khách đầu tiên cũng vừa tới. Nàng kịp cùng Walma đón họ. Đây là bữa tiệc thịnh soạn, có rượu pháp rất sang. Thực khách toàn nói chuyện về ngân hàng, du lịch. Không nói chuyện con cái hay chính trị. Mặc dù đó là năm 1934. Tổng thống Von Hindenburg vừa chết và Hitler đã lên làm quốc trưởng. Ngân hàng rất quan trọng cho ông ta nên ông ta duy trì địa vị các nhà ngân hàng như cũ. Hitler không hề động đậy gì đến ngành ngân hàng. Vì thế, nhiều nhà ngân hàng bằng lòng với đế chế của Hitler. Walmart tuy không thích Hitler, nhưng cũng chia sẻ quan điểm của một số người vừa nói. Ông ngạc nhiên hết sức khi Nazi nắm được quyền hành. Ông báo với bạn ông rằng, thế nào cũng có chiến tranh. Tuy nhiên, họ không bàn nhau trong bữa tiệc. Đến một giờ rưỡi khuya, người khách chót mới ra về. Ông Walmart quay qua nhìn Cassandra, vừa ngáp vừa nói. Em ạ, à, bữa tiệc rất thành công. Anh thích món vịt hơn món cá. Thế à, nàng ghi nhớ để sáng hôm sau dặn người trưởng bếp. Lúc hai vợ chồng bước lên lầu, ông hỏi. Tối nay em có hài lòng không? Dĩ nhiên em hài lòng. Thế còn anh? Bữa tiệc ít lợi lắm. Dù làm ăn ở Bỉ có lẽ suôn sẻ. Tối nay có hấp mình đến. Anh rất vui lòng. Vâng nếu anh thấy thành công thì em rất vui nàng lặng lẽ đi bên ông nàng nghĩ là đối với walma hay với Duff, mục đích của nàng cũng là cổ vũ sự nghiệp của họ nàng nói em thấy bà vợ hấp mệnh rất đẹp walma nhún vai lúc lên tới đầu cầu thang ông đứng lại nhìn nàng và mỉm cười bảo anh không thấy bà ấy đẹp gì lắm anh nghĩ là em làm cho anh thấy ai cũng xấu khi nhìn lại em cảm ơn anh nhưng nàng thoáng thấy một nỗi buồn mênh mông trong mắt Ma. họ đứng một lát lâu hình như khó xử ngày thường ông dùng bữa tối xong lặng lẽ một mình lên phòng đọc sách dễ dàng thôi nhưng những bữa có tiệc như thế này khi hai người cùng đi lên cầu thang rồi chia tay nhau ai về phòng nấy thì buồn vô hạn vì họ biết trong tâm họ sẽ không gặp nhau ân ái như trước đây nữa rất khó nói lời chút trong đêm cuối cùng Goma mỉm cười dịu dàng nói Lúc sau này trông em rất đẹp Sức khỏe em có vẻ tốt hơn trước Phải không Dân em thấy khỏe hơn trước Nhưng nàng nhìn chỗ khác Không nhìn vào mắt ông Hai người yên lặng nghe đồng hồ đổ nhạc Chuông 2 giờ kém 15 phút Thôi khuya lắm rồi Em đi nghỉ đi Ông hôn nàng rồi yên lặng đi về phòng ông Chúc anh ngủ ngon Nàng nói theo Rồi đi về phòng mình Các bạn thân mến, chúng ta vừa xếp lại tập đầu tiên Chiếc nhẫn kim cương Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào kỳ sau Thân ái, chào tạm biệt